mắm sạch ở trong ngoài hàng là mỗi lần bố chở vô tận nhà em để cắt đấy. Cắt được hơn tháng rồi, hai tháng rồi. Tháng 15 ngày rồi. Không. Tháng 15 ngày đây chỉ rõ. Đây cái chân đây này, cái chân tóc màu lên này. Không để chị làm những làm tích tết. Lần sau là cái dập xù nó tụt xuống rồi này, rồi lần sau cắt nhớ lại hỏi. Hôm nay mày đang cắt tóc cho khách hàng thân quen bên nhà mình. Nếu mình cắt nhanh thì là mình sẽ không chia sẻ các phương pháp cắt cho anh em nhé. Cắt này mày, tóc này mình cắt chỉ có vòng có mấy phút thôi nhưng mà khách hàng mình rất là dễ chăm nhé, cực kỳ dễ chăm sóc tóc luôn. Thôi
tỉa này là thành người sao cái đường cắt nó rất là nét này. Đấy, cái form rất là nét này, cái tầng lớp thấp nhưng mà vẫn có tầng lớp này. Đó. Con này là lần trước này thì nó lần trước này. Đấy, giờ mình sẽ chia sẻ cho anh em cái phương pháp tỉa nha Tùng ơi. Ừ.
nó chẳng là giờ tắt tắt nhạc của anh nhỉ, tắt loa của anh nhỉ. Cho cái app nó xinh gái này mà lắm này. Có cái chỉnh áp cho nó xinh gái này. Chị thì cháu là đúng rồi, xin em rồi. Rồi, mạng sao rồi? Khác gì? Đấy, bảo con khỏi nhà em còn anh xong rồi bố anh. Ba 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 tư rồi. Nói thì đúng lý ra 20 tuổi gọi ba 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 tư là anh thôi. Tại là chị là sinh năm 8 mấy nhỉ? 83. 83 là hơn em mấy tuổi? 83 hơn em 7 tuổi. Thì em gọi bằng chị đúng không? Bằng con. Mà con chị là kém em bao nhiêu tuổi? 20 nên là kém em mười mấy tuổi. Cũng anh cũng được. Mà chị 83, chị 83 này kém mẹ em 13 tuổi. 13 tuổi, đó là nó nhọn như thế đúng không? Sao vợ anh hay hóc phải nhỉ? Bác ơi, bác. Bác từ nước thì mới cắt được tí à? Rồi cắt mà. Bấm dưới ngọn cho nó đỡ xưa tóc để nó mới cái tóc. Từ giờ đến mãi thứ bảy cái âm thân bảy chân gì cũng được. Nó phải cắt thêm một tí nữa. Mùa hè chắc là cắt nhiều hơn tí. Có nhìn rồi, cứ nhìn tổng thể là cái form tóc. Đó, để góc này mới thấy được này, em để góc này là sẽ không thấy được. Đây, để góc này này. Đó, thấy không? Đó, lúc này kiểu là bị khuất tay ngoài. Ôi, nhanh nhỉ, sắp đến 18 tháng 3 rồi nhỉ? 18 tháng 3 rồi, nó là để 18 tháng 3 để nhận quà. Con này là quà nhỉ? Nhận gái quà này càng to đúng không? Nước đây nhận quà chứ. Nước. Được. Được. Nghiên cứu không tặng cái gì cũng hợp lý. Hello chị Thu Hưởng Harry. Này ông khách ông gì? Được. Mấy ngày nó đến nhỉ? Nó ra ra chấm chân tặng cho cái gì lắm nhiều việc chị Hương ơi, giảm giá cho chân tốt rồi, chân tốt là phải 2-3 phân rồi, cái màu tóc
Hello chị. Nó cũng không lộ nhiều nhưng mà chấm chân thì nó đỡ bị sơ tóc, tức là sau này không còn phải nhuộm lại á. Ví dụ như mà chị mà để lâu quá là tầm 4-5 tháng là cũng xấu lắm mà nhuộm lại rồi. Không lâu chấm chân nó lại như mới. Chấm chân nó lại như màu mới luôn. Mà nó là vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm được chi phí, vừa đỡ sơ tóc. Mình chấm chân là chấm có mình thằng trên này. Bắt đầu lên dưới thì nước qua cho tí, nó tám ba giờ nước qua lên dưới tí cho nó mới tóc rồi. Như nhuộm màu mới luôn. Đi lại bình cơ bản tí. Thu hơn à? Ừ. Lâu quá chị không xuống thăm một em sắp quên mặt chị đấy. Chắc không nhớ chị là ai đó. Nó lo phải xuống thăm một em thăm thầy đi. Giờ cho bà kiếm ăn ngon rồi bà quên rồi. Nay học xong về đông khách thì quên thầy rồi. Hôm nọ định bạn chơi nhưng sợ đâu khách sẽ không có thời gian đi. Thôi đi chị ơi. Dù bọn em đồng lên máy chị xuống thì bọn em vẫn có thời gian tiếp chị. Chị rất là linh dâu à. Chào thầy, em muốn đăng ký khóa học ạ. Thảo Tây. Ok em ơi, nhắn tin cho anh nha. Inbox tin cho anh. Muốn đăng ký khóa học thì phải làm sao ạ? Muốn đăng ký khóa học thì nhắn tin cho anh để tư vấn cho cái gói nào nó hợp lý nha. Em chưa biết nghề muốn học nghề từ đâu ạ? Hả? Em chưa biết nghề muốn học nghề từ đâu ạ? Từ đâu? Ok em, anh thích nhất là những người mà chưa biết gì đó, vì đào tạo nó sẽ dễ hơn. Và làm được cái form của nhà anh. Thưa Gary. Học đây học trong vòng bao lâu ạ? Đó, đây chia sẻ cho anh em một cái bài cắt rất là đơn giản này. Đó, cắt rất là ôm về nhà gội đầu lung tung nó vẫn cục nhá. Mà cái thớ tóc cái tép tóc bày ra rất là đẹp mọi người đấy. Các có nhìn thấy cả cái form đầu được không? Đó, cái khuôn viền nó nét này. Đấy, khuôn viền nó rất là nét và tầng lớp nó có này. Tầng lớp nó bồng bềnh này. Đấy, bồng bềnh tự nhiên này. Đầu này uốn cách đây được gần 2 tháng rồi nhưng mà mình cắt lại nó lại vẫn đẹp như mới mọi người nhá. Là chân tóc mọc ra. Chân tóc mọc ra là gần 2 tháng rồi. Đó, chân tóc mọc ra gần 2 tháng rồi nhưng mà khi mà uốn bên nhà mình cắt xong nó vẫn ôm đẹp như bình thường, không có tình trạng là vảnh này, không có tình trạng là bị ngấn này và cũng không có tình trạng là bị đơ ngọn nhá. Đó, mình uốn là uốn phồng từ trên xuống dưới luôn. Cái form tóc này khi mà anh em mà làm được như này rồi về nhà thì ra nhà ra xe luôn nhá. Đó.